cho tất cả danh hài. Thế là ngạc nhiên không ngừng cười. Ta nói lâu lâu có mấy trường hợp cũng kỳ kỳ. Thôi cho hết Trung Thu rồi, mặc cái lồng đèn đi đâu vậy tiếp. Cái này mà đốt đi chơi nửa đường nó cháy. Mà cái này cháy nguyên sớm à. Sớm em mà long lanh nhất đêm nay. Rồi bận lồng đèn đi đâu đây, nói chị nghe. Chị Hằng nói đi. Em là Hoàng Chủ, hiện là chuyên viên nhân sự của công ty ở Thủ Đức ạ. Nghe cái tên thấy không làm tớ được rồi. Ừ, chúc em nhờ về bữa làm là chủ tịch tập đoàn. Ừ, dữ à, dữ. Em này. Dạ, em tên Nhường. Em là cán bộ của tòa án. Nhường hả? Nhường trong dạ. Này làm chủ. Nhường nhịn. Hay á, này Nhường thì này mới làm chủ được. Ừ. Thôi, thi đi. Rồi, chủ Nhường. Hai bạn sẵn sàng. 60 giây, bắt đầu. Cướp, 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 cướp. Trời ơi, cướp. Em nói vậy thôi chứ đâu có cướp đâu. Thời buổi loạn lạc của em giả bộ kêu cướp để cho bọn cướp nó tưởng em bị cướp rồi, nó không có cướp nữa. Trời ơi em khôn quá. Dạ. Nhưng mà em đâu có ngờ anh là anh cướp. Đấy, cướp không cướp. Quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng được trận rồi đây và thật là tài giỏi. Rồi bây giờ hai bạn đã lấy được 2 triệu của tôi. Thông minh, tình huống đưa ra rất thông minh đúng không? Bà này bắt ra. Bà hồi nãy cái đáng là cái đầu tôi cũng muốn mắc cười mà tôi coi coi nó còn gì hay hơn không? Ra la trước đúng không? La trừ hao cho mấy ông cướp tưởng cướp rồi không cướp nữa. Hai ngờ mày hay tao mới là thằng ăn cướp. Được, chịu. Bất ngờ. Dạ, tụi em có 2 triệu. Vòng sau, tụi em sẽ có 10 triệu nếu chiến thắng, còn nếu thất bại thì tụi em sẽ mất 2 triệu. Nếu còn đủ lực thì hãy chơi tiếp. Tụi em thi tiếp ạ. Thi tiếp. Câu chuyện thứ hai, 60 giây. Bắt đầu. Chiều kia luôn. Đây có phải là nhà của Lan không? Đây có phải là nhà của Lan không? Trời, Lan là má. À, em là Lan hả? Dạ. Ủa? Cho anh vô nhà đi. Trời, ông lấy sổ đỏ tôi luôn rồi đó. Ủa mà anh là ai vậy? Anh chính là Điệp. Không, Điệp của em ngày xưa đã chết rồi. Không, anh còn sống đây Lan. Anh đây còn sống mà. Điệp. Lan. Nếu là Điệp thì mặt trời chưa tỏ đằng đông. Em là gái ở quê thôn Lam Hồng. Hôm nay rồi rồi, Điệp đó mấy chế. Nam An vậy là Điệp đó. Điệp, từ khi mẹ anh chết, anh đi đâu? Từ khi mẹ anh chết. Ủa anh ở nhà mà. Chị Sơn không qua thăm em. Chúc mừng hai bạn. Quân đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc trận rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Danh hài chứng ra trả cười. Và các bạn có 10 triệu. Gần chủ. Chuẩn. Hát hay. Đúng là chủ. Hát mà ra cái dạng mà dân gian đương đại. Ra. Diễn tốt. Tập trung. Cái miếng đầu của em rất là duyên, chị xém một cười. Là cái em này nè, em diễn hời hợt quá. Chứ nếu như mà chứng thành là nãy giờ chị cười rớt ghế. Tấn vô người em, cứ đạp như nhào người ta, muốn lấy sổ đỏ người ta luôn vậy đó. Chủ ơi, em cực kỳ duyên dáng. Cái bên phe chủ là ok rồi. Phe chủ, còn phe tớ. Nhường à, phe tớ. Sai nha. Không được. Tiếp tục đi. Bây giờ có 10 triệu rồi đó, đang duyên lắm. Nhường, các bạn đang có chắc chắn là 10 triệu nếu mà các bạn gần cuộc chơi tại đây. Vòng sau sẽ là 20 triệu. Nhưng mà rất khó. Các bạn hãy suy nghĩ, thảo luận với nhau xem là nên lấy 10 triệu hay là đi tiếp. Nhóm thí sinh Hoàng Chủ sẽ có quyết định như thế nào? Đi tiếp hay dừng lại? Đừng rời mắt khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa. Dạ, tụi em dừng ở đây ạ. Dừng cuộc chơi. Nghe nè chủ, dừng cũng được, hát tặng chị một bài, hát câu cũng được, bài gì cũng được. Bài nào dân nãy đương giọng tốt lắm, sang đó. Ừ. Đẹp lắm. Câu đò đưa thầm gọi
tôi ghé về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Em là con gái hay trai? Con trai. Đẹp, có miệng mớm duyên. Và xin mời danh hài Viên Hương. Chúc mừng các bạn, giải thưởng là 10 triệu đồng. Rồi, cảm ơn hai bạn, mời bạn cầm bên. Đó, cảm ơn em nha, duyên dáng dễ thương lắm. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, đường này lãnh lương. Bạn đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Nhân dịp năm mới thì Hoàng Vũ và Văn Nhường xin chúc đến khán giả của chương trình Thách Thức Danh Hài được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng.